Dự đại lễ đúc đại Hồng Trung, lần đầu tiên cho phép Hoàng Thanh thay mặt cho kiếp làm chương trình anh chị em nghệ sĩ xin được trân trọng kính gửi tới toàn thể các đồng chí lãnh đạo, các quý đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể bà con nhân dân lời kính sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Và chúc đại lễ đúc đại Hồng Trung của chùa Súng Giang của chúng ta thành công tốt đẹp, thành công rực rỡ. Kính thưa toàn thể các đồng chí lãnh đạo, các quý đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể bà con nhân dân, dân tộc Việt Nam chúng ta đã trải qua hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước, đã có bao thế hệ đã ngã xuống để bảo vệ cho nền độc lập ấy. Dân tộc Việt Nam là dân tộc của những người con trai, con gái đẹp hơn hoa hồng, cứng hơn sắt thép. Định nghĩa Việt Nam là phải cầm vũ khí diệt thù, nơi đây không đổ máu, không còn tiếng súng. Và cho đến ngày hôm nay, dân tộc chúng ta đã hoàn toàn giải phóng. Dân ta hát lên những bài ca khải hoàn. Và ngay sau đây, để bắt đầu chương trình văn nghệ chúc mừng đại lễ đúc đại Hồng Trung của chùa Súng Giang, thôn Cương Nha, xã Cửa Nghĩa, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Xin mời quý vị cùng đến với một ca khúc rất nổi tiếng, Ánh Đạo Vàng, qua phần trình bày của ca sĩ Ngọc Mai đến từ đoàn văn nghệ truyền thống bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa trình bày. Xin mời quý vị cùng đón xem và thưởng thức. Đàn đàn